tưởng của em chứ bây giờ em khó quá. Trời ơi, em không chịu là chị chịu luôn. Ba chị dễ lắm. Không được. Để mà nói chuyện được với chị là nói chuyện được với ba chị à. Mà nhiều khi em không cần nói giọng luôn, chị chịu là được rồi. Chị thấy được lắm luôn. Ơi, giờ là em đang làm gì? Khánh đang làm gì? Dạ, em làm nhân viên văn phòng. Rồi, xin mời chàng trai chúng ta xuất hiện. Mời ngồi. Dạ, cảm ơn. Trời, anh này giống tôi cách đây mấy năm quá trời. Bạn tên là gì? Em tên Đình Quý. Đình Quý? Dạ. Bao nhiêu tuổi? Em 32 tuổi. 32 tuổi, đang làm nghề gì Quý? Em nhân viên bán hàng của hãng xe Toyota. Này giỏi à. Thành ra là tôi nghĩ rằng là hôm nay bạn sẽ có nhiều cái thuận lợi trong cái việc thuyết phục cô gái bạn của bạn sắp tới. Thực ra thì thường thường thuyết phục khách hàng thì nó quen. Còn để yêu mà thuyết phục thì nó hơi khó. Em tự giới thiệu về bản thân mình luôn đi, về tính cách của em. Dạ, em thì em hay thích giỡn, em vui tính. Nhưng mà có em cũng lớn cho nên có những cái em suy nghĩ cũng thuộc người lớn. Cho nên em cũng khó tìm người. Em ví dụ cụ thể cho chị. Dạ, ví dụ như quen người này mà sau này thế kia thế nọ chắc không quen được đâu, cho nên chắc thôi. Dạ, các em không quen. Có nghĩa là mới bắt đầu vô là mình đã lo nghĩ cái tương lai nó như thế nào rồi. Dạ. Vậy thì hôm nay trước khi em đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này, em nghĩ ngày hôm nay em sẽ được cái gì? Và mất cái gì? Dạ, mất cái gì thì em không biết, chứ là chắc em được cái nồi cơm điện. Cho nên chắc cũng được. Cái này nó sâu xa lắm. Được cái nồi cơm điện có nghĩa là đã được bạn trai rồi mới được nồi cơm điện. Dạ đúng rồi. Thế còn nếu không có được bạn trai thì chỉ được chú gấu bông thôi. À. Tôi thấy rằng bạn bên kia hơi bị lanh đấy. Bạn thấy cảm nhận sao? Bạn đó cũng vui tính. Vui tính không? Dạ. Bạn thích mẫu người như vậy không? Cũng thích, em cũng vui tính. Em cũng vui tính. Nhưng mà quen rồi mới hay nói chuyện vui được, chứ còn bình thường mới gặp thì cũng ít nói. Ưu điểm của bạn? Nhiệt tình với bạn bè. Rồi còn gì nữa? Chắc có vậy thôi. Rồi khuyết điểm? Chắc cũng thỉnh thoảng cũng hay nhậu. Nhậu thì hay nói nhiều. Bạn trai của mình nhậu, em đồng ý không? Dạ được, không sao. Không sao phải không? Dạ. Sở thích của em là gì nữa? Em thích nấu ăn, rồi đi chơi với bạn bè. Khuyết điểm của em? Dạ cái này thì nhiều, em kể được nhiều. Rồi em bên kia nghe nha, khuyết điểm nè. Dạ em rất là hay quên. Thích những cái sở thích, ví dụ như hơi bạo lực một chút. Trời ơi. Ví dụ giống như bạn bè mà em cảm giác thân rồi, lâu lâu em ngồi mà thấy em im lặng là em đang suy nghĩ, tự nhiên em muốn cắn. Dạ. Em biết giống như là nít mà người ta nói em bị ngứa răng vậy á. Ví dụ như giờ em thấy cái tay chị vậy đó, em cũng thích. Không, đừng thích tay chị, thích tay anh Huyền Linh đi. Bên đây cũng bỏ da gà cho mình nè. Rồi, còn một số thứ khác thì nếu mà thân hơn thì em sẽ lòi da không? Dạ, mới lòi ra được. Trời ơi. Bây giờ lòi nhiều quá, sợ bên kia sợ. Rồi em muốn người bạn trai của mình là người như thế nào? Dạ, ba em á có nói là sau này mà quen bạn nào á thì công ăn việc làm ổn định, với lại phải là một người tử tế, mà tính tình sao mà về ngồi nói chuyện được với ba em á. Vậy ba em là người như thế nào? Dạ nhưng mà nói chuyện được với ba em thì sợ hơi khó nói chuyện với em. Ủa là sao? Cái gì khó quá vậy trời? Cô này cũng rắc rối lắm nè. Dạ tại vì em với ba em tính tình nói chuyện cũng không hợp nhau mấy. Bây giờ cuối cùng là em muốn là nói chuyện được với ba em hay là nói chuyện được với em? Dạ vậy, bởi vậy em muốn một người già nhưng mà trẻ. Thế nãy giờ bạn nghe đó yêu cầu vậy, bạn nhóm chịu nổi không? Em nghe em thấy là muốn mà vượt qua cái giai đoạn đó là chắc không phải là bản lĩnh lắm. Nhưng bạn cảm giác mình phải là người bản lĩnh không? Nhưng em thì em cũng khá là mạo hiểm. Mạo hiểm? Hy vọng có cơ hội để mà thử sức mình. Em có chịu đựng nổi những cái cú ngứa răng của bên này không? Dạ, chắc phải thử mới biết chị ơi. Em có yêu cầu gì về bạn nữ của mình không? Công việc ổn định, tính tình vui vẻ, hòa đồng, biết giao tiếp với mọi người. Giữ gì vậy, sợ không? Thật ra thì con gái mà có giữ vững chút vẫn hay. Vẫn hay đúng không? Dạ. Chứ còn hiền quá thì thường thường em cũng không có thích lắm. Không thích hiền? Hồi đó thì tôi mới thấy người không thích hiền á. Trước khi chị qua bển, chị coi mắt cái mặt cái anh bên kia, bây giờ chị hỏi em bây giờ được hết trơn mà giờ nói chuyện với ba em không được rồi làm sao? Giờ ba em khó chịu cỡ nào, em nói sơ cho ba em, chị nghe coi. Dạ không, ba em thì không có khó chịu, nhưng mà ba em là giáo viên. Cho nên ba em nói chuyện giống như trẻ bây giờ, hay ba em hay nói dùng từ lắc sắc hay là sao, ba em thích người điềm đạm gì nọ. Dạ. Cũng đâu có đến nỗi gì đâu mà em làm chị căng thẳng cái gì rồi. Vậy em sao? Tính tình em hơi trẻ con một chút, cho nên đôi khi em hay nói giỡn với ba em cũng thích. Có nghĩa là giờ mà bạn trai mà vừa ý em là ba em cũng không thích luôn? Dạ vừa ý em là được rồi. Vậy phải không? Có nghĩa là ba em dẹp qua một bên? Dạ không có dẹp, nhưng mà giờ cũng ế rồi nên em chắc cũng được. Như là em là ưu tiên 1, còn ba em là ưu tiên 2 thôi. Dạ, đúng rồi. Rồi vậy thì để chị hiểu cái ý tưởng của em chứ bây giờ em khó quá. Dạ chị. Trời ơi em không chịu là chị chịu luôn. Ba chị dễ lắm. Không gì đâu cả. Ấy
mà nói chuyện được với chị là nói chuyện được với ba chị à? Dạ. Mà nhiều khi em không cần nói với ổng luôn, chị chịu là được rồi. Dạ. Chị thấy được lắm luôn rồi đó nha. Ở bên này hơi khó em, nhưng mà tại sao không? Ta đẹp, ta có quyền, dễ thương lắm. Dạ. Nha, ráng nha. Nửa già, nửa trẻ. Em thì nhìn mặt em cũng hơi già, nhưng mà tính cũng hơi trẻ. Nhau em hơi già, chị thấy em cũng xứng với chị đó. Trời ơi, nhanh tay lên nha cô. Nhanh lên chứ không là tôi hốt luôn à. Tôi không nói gì cơ. Đời xưa đến giờ tôi chưa thấy ai mà mai đi là mai người ta, xong rồi cua người ta luôn. Kiếm cắt tường thôi, trời ơi là trời. Để xem coi. Trời em. Em cao hết mấy? Dạ, mấy 55. Rất là xinh. Dạ. Anh hỏi câu đó để anh qua để báo cho bạn này. Tôi tên sao anh? Cao 1m55. Bạn không mét 90 đúng không? Mét 76. Em chắc cao rồi nha. Rồi vậy thôi, chỉ có một cái khuyết điểm nhỏ nhỏ là cao 1m55 thôi, còn cái gì cũng được hết trơn á, tùy bạn ha. Chị Tường cao 1m6. Đừng có chọn Cát Tường nha. Cát Tường để cho anh. Bây giờ chúng ta hãy cho hai bạn trẻ gặp nhau để coi các bạn ấy có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Để tôi coi tôi có còn cơ hội hay không. Kéo bạn lên. Không có cơ hội đâu. Rồi. Mời bạn. Trời ơi, không chịu nổi. Chào anh. Anh tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Em để. Em Kim Khánh. Dạ. Anh Tân Quý. Dạ, anh làm ở... Anh làm bên hãng xe Toyota. Sao anh không tặng cho Toyota cho em, không tặng bông? Anh thấy em nói chuyện anh có sợ không? Cũng có cảm giác nhưng chưa, cũng... Anh nghĩ là... Hơi sợ. Nói chung là anh không có sợ con gái lắm. Hy vọng là sau cái buổi này thì có cơ hội để mà... Có thể là mời em đi uống nước hoặc đi ăn gì đó. Dạ. Nghe ăn thì em thích quá. Vậy hy vọng một ngày đẹp trời nó đi ăn cùng em ha. Dạ. Nay luôn đi chứ ngày đẹp trời nào nữa trời. Không đẹp em đi cũng được. Trời ơi. Còn gì đâu nói nữa. Thôi hết giờ. Mời các bạn đặt tay ra phía sau thành ghế. Đã tìm thấy cái nút chưa? Và hãy chuẩn bị. Sau 3 tiếng đếm, nếu như chúng ta nhấn nút có nghĩa là chúng ta sẽ đồng ý hẹn hò với nhau và ngược lại. Bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1, 2 và 3. Hết thời gian. Bạn này tôi hồi hộp quá hả? Làm gì mà nhấn nút chậm vậy bạn trai? Chậm hả? Ừ. Dạ. Tại em nhanh. Hả? À, bên đây nhanh. Rất là vui khi hai bạn đã hẹn hò với nhau. Chẳng qua lúc đó đó là chị nói như vậy là chị thử lòng anh này thôi. Hiểu không? Giống như là ma quái xung quanh xuất hiện, dụ dỗ này là. Nhưng mà cuối cùng anh ấy vẫn đến với em. Chúc hai bạn thử và còn thử chứ, rủ người ta ok cũng chịu luôn à. Anh nảy gì nảy thường rồi. Mời em ngồi. Dễ thương. Rồi em giới thiệu về mình với em. Xin chào chị Cát Tường, anh Quỳnh Linh và các bạn khán giả. Em tên là Trương Thị Thanh Nguyệt, em 24 tuổi, em đến từ Bình Thuận và hiện tại em là nhân viên kinh doanh của sàn giao dịch bất động sản Hòa Bình. Dạ. Em làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi mời bạn trai. Chào chị Quỳnh Linh. À, sorry. Chào chị Quỳnh Linh thì cứ nói đi, sao đâu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh và xin phép chào tất cả mọi người ở trường quay. Em tên là Nguyễn Trần Trung Thảo, ở thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình đang làm nhân viên giao nhận ở phòng cung ứng của một khách sạn ở quận Nhất. Bạn Thảo. Dạ, em tên Thảo. 20 mấy tuổi. Dạ, em 28. 28, bạn bên kia Nguyệt là 24 tuổi. Ưu điểm, khuyết điểm của các bạn. Mời bạn Thảo trước. Dạ, ưu điểm thì em làm việc rất là nhiệt tình tất cả mọi thứ, từ công việc cho đến cuộc sống hàng ngày. Và cái chân thật, không có hút thuốc lá hay là uống rượu, tứ đồ từ thiện không có. Khuyết điểm, khuyết điểm thì có lẽ em người đầu tiên tiếp xúc với em có lẽ mọi người đều nhận định là em ít nói và em cũng khá là rụt rè trước đám đông. Rồi mời bạn gái. Dạ, về ưu điểm của em thì em khá là độc lập và em khá là mạnh mẽ. Mọi người nói cũng là điểm mạnh mà cũng là điểm yếu. Em rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu xong em lười dọn lắm. Thì cuối cùng nấu bài ra ai dọn? Dạ, nhưng cuối cùng vẫn phải dọn. Để bố em dọn cho, sao? À, cảm ơn anh. Còn gì nữa? Thì em biết chơi cờ tướng. Em có từng được giải huy chương bạc cờ tướng. Wow. Em thi ở giải trường ạ. Huy chương bạc cờ tướng luôn hả? Dạ. Còn bạn trai có biết cờ tướng không? Dạ biết, nhưng mà em chưa có huy chương rồi hả? Em có mang một bộ cờ tướng. Wow. Nếu như mà có thể thì lát nữa cuối chương trình mình có thể chơi cờ. Bây giờ này là khỏi cần cờ tướng. Chúng ta giao lưu đánh cờ tướng trong trí tưởng tượng. Tôi bài bằng cờ tướng lên rồi đó. Bây giờ nữ đi trước thử coi sao. Và pháo đầu. Lên pháo đầu.
lên mạng. Rồi gì nữa? Chí tốt trên pháo đầu bên phải. Ra xe. Chậm quá vậy, là hiểu quy chương bạc với quy chương đồng rồi đó. Do bạn này chỉ chưa tới đồng đó. Bạn nam có cái tài lẻ gì mình phải thể hiện coi, đánh cờ là mình thua bạn nữ rồi đó. Thôi hát đi, giọng này hát hay nè, giọng này hay lắm nè. Giọng ấm à. À, vậy em xin phép hát một bài, em hát cũng không có hay lắm. Take me to your heart, take me to your soul, give me your hand before I'm old. Show me what love is, heaven gonna grow. Show me that wonder can be true. They say nothing lasts forever. We only here today. Giọng mình lớn mình phải hát cho nó có hồn lên. Hát giống như buồn ngủ trưa quá. Nè, bạn gái, đáp lại liền em. Hát thì không phải sở trường của em. Tuy nhiên là em có một biệt tài là các thể loại nhạc em chuyển hết thành cả nước. Rồi, trời ơi, vậy là hoàn quá đặc biệt rồi đó. Làm luôn đi em. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Cạnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn, ríu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thấy mẹ thương em, nhớ tim người sẽ duyên. Vô vô, cải lương, vô cải lương. Cải lương, cải lương đâu, cải lương đâu. Nó có cái âm hưởng lúc nào cũng âm vậy. À. Thôi em có vô cải lương được không? Dạ thôi em đi. Trời ơi. Anh Linh ảnh mê bài này lắm, anh tính chờ em vô khúc cải lương đó chứ. Tôi khá vô cải lương bài này à. Ngoài ra là em có một cái sở thích của em là đá banh. Đá banh nữa. Dạ em từng có một huy chương vàng và một huy chương đồng giải trường. Em đá ở vị trí nào? Dạ tiền đạo cắm và hậu vệ. Rồi sao dữ vậy ta? Tiền đạo cắm là đứng con chỗ đó. Dạ, đứng mà sút anh. Bạn trai có biết môn thể thao nào không? Dạ em có bơi lội với chơi bóng rổ lại cũng có đi tập gym chút xíu thì. Có chơi banh đũa được không? Dạ. Nãy giờ tài năng quá rồi, giờ tới tình trường đi, mình trải qua mấy mối tình rồi em. À, mọi người hay đùa là khi nhìn trên đường tình duyên của em nó bằng phẳng quá. Tại vì đi suốt mà không có vấp phải ai cả. À, dạ. Chưa có một mối tình nào luôn. Dạ, thực sự là chưa. Chưa hôn nụ hôn đầu luôn. Chưa luôn. Lý do tại sao em chưa tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò? À, dạ, tại vì thời điểm này em nghĩ là công việc của em cũng khá là ổn rồi. Em nghĩ là mình nên cho bản thân mình và người khác một cơ hội. Bên này chưa có mối tình dắt dai nào nha. Dạ. À, em thì cũng thật sự thì nó chính thức thì chỉ có một cái mối tình là học trò thôi chị. Bạn đó thì bạn đi Mỹ rồi nên là cũng từ đó về sau không có thương ai. Chúng ta sẽ đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em nghĩ thì em cần bạn nữ chỉ cần biết kiếm trên nhường dưới, biết lo lắng cho công việc trong việc nhà. Đó là thiên chức người phụ nữ rồi. Cái mẫu hình lý tưởng á có hình dung một giống ai không? Em thấy giống chị Cát Tường cũng là một phụ nữ rất là tốt rồi. Cảm ơn em. Tóc dài thì càng tốt. Tóc dài càng tốt. Anh ơi em tóc ngắn lắm luôn, tóc tém. Sao vậy anh nuôi bị dài ra? Bạn gái, mẫu người lý tưởng của em thì như thế nào? Tính của em cũng hơi có tính mạnh. Thì em muốn một bạn trầm một chút xíu, cao khoảng chừng 1m7. Em cũng muốn bạn nam của mình cũng có cái mục tiêu trong cuộc sống. Ví dụ bấm nút, ví dụ quen nhau. À, ví dụ sau này cưới thì khi mình có con cái thì con cái mình sẽ có một môi trường thật là tốt. Nói chung là phải có cái định hướng phát triển tương lai. Chắc là như vậy. Trai đồ con quá ha, chắc hợp gu bạn gái che chở được. Thế là bao lâu em kết hôn? Em muốn bao lâu nữa? Em nghĩ là mình cái thời gian nó không quan trọng, quan trọng là hai người tìm hiểu và hai người phải hiểu nhau. Mình có phải làm dâu không? À, hiện tại thì em đang ở với mẹ nhưng mà mẹ em thì cũng không có tư tưởng phải làm dâu. Em có ngại khi người bạn gái mình mạnh mẽ quá không? Sao chị? Tại vì mình là người đàn ông, mình là người gánh vác trong gia đình. Có những lúc mình sẽ yếu đuối và mình nhả xuống. Thì đương nhiên mình vẫn cần một người phụ nữ có thể chống chịu cho mình trong khoảng thời gian đó. Rất hay. Em nghĩ kinh tế trong gia đình ai sẽ là người quản lý? À, hai vợ chồng cùng làm, rồi tới tháng lương hai người cùng gom lại, là một phần mình sẽ để dành, một phần mình sẽ gửi cho ba mẹ hai bên. Nói chung hai vợ chồng cùng làm và cùng quản lý. Rồi, cảm ơn em. Anh nói nghe anh khoái nhất cái câu nói của em là gì biết không? Hai vợ chồng tích lũy bên cha mẹ đàn gái chút, cha mẹ đàn trai chút, đó là hay nhất của em ha. Cái đó là điểm cao đó. Thôi. Chào em gái. Dạ em chào anh. Anh này trầm tính ha. Em tìm đúng địa chỉ luôn á. Em khoảng bao lâu thì cưới được nào? Khoảng 2 năm. 2 năm được không em trai? Dạ không sao. Không sao chân á. Chờ được. Bạn gái rất là chững chạc. Anh thấy hai bạn hợp lý đấy. Bây giờ mình nghe ý kiến người thân cái đi. Rồi bạn gái em đi với ai nè? À, hôm nay em đi đến chương trình này với sếp em, các anh chị đồng nghiệp và bạn thân của em. Dạ, dạ em chào chị Cát Tường với anh Quyền Linh và toàn thể khán thính giả trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò hôm nay ạ. Thấy bạn nam nhìn rất hiền. Bờ vai rất là vững chắc nha. Dạ. Nhìn rất hiền mà cá tính như thế là cũng tương đồng với em. Đây là chị nhận xét của chị thôi. Và chị cũng thấy là quan trọng là hai bạn thì cùng tìm hiểu. Chị thấy ok rồi đó Nguyệt. Rồi cảm ơn sếp. Ok rồi đó. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với ông anh với lại người bạn thân của em. Em xin kính chào anh Nguyệt Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả đang xem. Em là anh Kết Nghĩa với Thảo. Bạn gái bên đây là anh thấy còn nhỏ tuổi lắm, nhưng mà rất là biết suy nghĩ và rất là lanh á. Giống như là bù trừ cho em. Thấy bạn này được á Thảo. Rồi cảm ơn bạn.
Coi như bây giờ là ai thấy được hết trơn rồi đó. Quan trọng là hai em thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho các bạn nhìn mặt nhau nha. Tâm sự với nhau nha. Bắt đầu. Em cũng có một món quà nhỏ muốn tặng cho anh. Đây là nó là chữ love. Em đã giữ chữ L và chữ O. Thì em tặng anh chữ V, chữ V và chữ E. Tiếng Việt thì nó có nghĩa là về. Nếu như thật sự mình phù hợp thì là mình về với nhau. Còn nữa là nếu như đến một lúc nào đó anh cảm thấy không phù hợp thì anh chỉ cần trả cho em hai chữ này thôi, không cần nói gì cả. Cảm ơn em. Cuối tuần em có rảnh không? Em có hay bận việc cuối tuần? À dạ, cuối tuần thì thường em sẽ rảnh, trừ những trường hợp là em gặp khách hàng thôi. Thứ bảy chủ nhật anh sẽ rảnh. Thì nếu như được thì mình đi cà phê. Dạ. Nếu chẳng hạn mình phù hợp mà mình cưới thì em nghĩ là em cũng chưa muốn có con sớm. Em muốn là hai người cùng cố gắng ổn định, có một cái công việc tốt. Rồi anh sau đó là mình mới nghĩ đến việc khác. Anh thấy sao? Được, anh nghĩ là mình phải ổn định kinh tế và tài chính. Thì hiện tại thì anh cũng cảm thấy là anh rất là ổn rồi. Em có thích đi du lịch không? Em cực kỳ thích. Vậy là em dẫn anh đi được ạ? Dạ. Quan điểm tình yêu của hai bạn như thế nào? Em nghĩ là khi yêu thì mình nên có cái khoảng thời gian riêng dành cho nhau. Rồi, đúng. Dạ. Với lại em muốn là có một người bên cạnh em những khi mà em cảm thấy mệt mỏi nhất thì chỉ cần là ngồi im lặng ngồi bên cạnh em là được rồi. Cái đó thì anh làm rất là dễ dàng luôn á. Dạ. Ngồi im lặng tới sáng luôn được. Bạn gái hơi nhỏ con á, bạn trai có ngại không? Không sao đâu, về anh nuôi. Dễ thương quá, về anh nuôi. Dạ. Lúc mà em đăng ký tham gia chương trình á, em gần cả 100 kg là hả chị? Cái động lực để em giảm cân là em đăng ký chương trình luôn á. Mà tới bây giờ là em vừa kịp lúc. Anh đang muốn xuống cân á. Chút chị em bí quyết đi. Dạ, hiện tại em đang 80. Làm sao mà anh xuống được 20 kg? Dạ thì một phần thì mình ăn uống, một phần mình đi tập. Đâu mà ăn cơm, ăn tô tô rồi xuống giảm cân chết rồi. Hồi nãy giờ hai bạn chia sẻ cũng nhiều rồi, bây giờ nhìn thẳng vào nhau. Mình nói một cái gì đó, nó mình cảm nhận về nhau như thế nào và cảm xúc trong người mình hiện tại ra sao, chúng ta quyết định bấm nút hay không. Xin mời hai bạn. Lúc mà nghe giọng của em bên sau cái bức màn, anh đã rất là tò mò. Thì thật sự thì khi gặp em thì em còn hơn cả những gì anh nghĩ nữa. Thì anh nghĩ là nếu như em cho anh cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu nhau hơn, và mình sẽ hiểu nhau hơn, và mình sẽ chia sẻ những cái cuộc sống, công việc của mình. Em thấy anh là một người khá là trầm và hiền, em nghĩ anh rất là hiền luôn á. Thì em nghĩ là chắc anh sẽ chịu đựng được em. Trong mối quan hệ nếu như em có giận hay em gì đó thì anh sẽ là im lặng. Hết thời gian rồi hai bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ rồi đưa ra quyết định của mình là có bấm nút hay không. Bấm nút là phải chịu trách nhiệm với cái nút bấm của mình. 1 2 3. Bây giờ cái này thì sao? Chưa biết. Phải đợi thời gian. Đợi thời gian. Nắm tay nhau đi hai bạn. Hãy làm thủ tục đầu tiên của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thủ tục gì? Hôn nhau. Bạn ấy chưa bao giờ đó em. Nào. Em cũng chưa mà. Chưa luôn hả? Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Nên quan hệ xã hội nó khó lắm. Lý do gì vậy? Nói phụ nữ ích kỷ. Đa số thì họ sẽ suy nghĩ cho bản thân mình trước. Ví dụ cái gì cũng phải suy nghĩ cho bản thân mình trước, không có suy nghĩ cho người xung quanh. Tại xui á, chưa gặp người rộng lượng á. Phụ nữ ai người ta bây giờ người ta rất là thoải mái, người ta giao tiếp xã hội nhiều, người ta học hỏi rất là nhiều rồi. Người ta rất là biết cách sống, biết và biết điều, biết nghĩ. Đừng nói vậy mốt thiệt, ở đây phụ nữ nhiều lắm á. Chắc có lẽ em thiếu may mắn hay sao? Đúng. Mình xui, mình chưa gặp đúng cái người mà người ta thoải mái. Làm dữ vậy? Tức ghê luôn. Tôi vậy. Người tôi rộng lượng thoải mái mà nói phụ nữ ai quýt kỹ tôi giận. Nói giỡn thôi chứ đúng là chắc là bạn chưa có gặp được cái người mà thoải mái trong cuộc sống, nên là bạn hơi tiêu cực trong cái việc mà nãy tao mới gặp có yêu đơn phương mà bị không trân trọng rồi đó. Rồi ok rồi, đi với ai đây? Đi với ai? Dạ, đi với anh họ. Rồi để qua hỏi anh họ nghe. Anh họ. Dạ chào nhà trai. Chào anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan ạ. À, em là anh họ của Lên. Dạ. Em thấy bạn gái này cũng dễ thương, cũng thấy cũng xứng với Lên á. Rất là dễ thương đúng dạ, không dạ, ạ? Dạ. À. Đủ cái tiêu chuẩn gọi là nhõng nhẽo không anh? Dạ đủ với Lên rồi, thấy nhõng nhẽo Lên rồi. Ủa Lên sao lý do không có bồ vậy em? Tại vì Lên tối ngày chỉ thời gian cứ đi làm không anh? Thì sáng ngày cứ dậy đi làm, rồi chiều về thì trồng rau nuôi cá. Vậy hả? Dạ, chủ nhật đi làm luôn chứ không có thời gian nghỉ nữa. Rồi, cảm ơn em. Rồi, nhà gái đi với ai cưng? Dạ, em đi với em gái với bạn ạ. Rồi, chào nhà gái. Nhà gái ngồi đâu ạ? Dạ con chào chú Quyền Linh, chào cô Ngọc Lan, em chào anh. Con là em của chị Phấn. Thì con thấy anh này cũng nhìn cũng chững chạc. Nếu mà chị con thích thì đó là quyết định của chị con. Con không có ý kiến gì hết. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ con 17. Trời ơi, chị ruột luôn hả? Dạ.
Nhà có mấy chị em? Dạ có hai chị em. À hai chị em luôn. Giờ chị lấy chồng. Em ở với ai? Dạ con ở với mẹ. Thấy cưng quá trời đất à. Chị lấy chồng con buồn không? Dạ không. Ở nhà la hoài con muốn đi lấy chồng khỏi. Hay là con muốn chị đi lấy chồng sớm? Dạ tại chị con hơi nóng tính. Thấy chưa, biết là muốn đi lấy chồng. Chị đi lẹ lẹ giùm em. À, lẹ em. Nhà la nó quá. Có muốn anh vợ tương lai gì không? Dặn anh vợ anh tương rể, lai anh rể. Gì? Anh rể chứ quên. Dạ. Có muốn anh rể tương lai dặn dò gì không? Dặn dò gì không? Dạ không. À dạ. Yeah. Rồi. Rồi cảm ơn gái, ngồi xuống đi con. Rồi, chị cũng xinh mà em cũng xinh nữa. Được rồi. Thôi. Mở vào. Đó. Lên bước qua. Muốn nói gì nói. Dạ đẹp. Dạ chào anh con vậy. Dạ em cũng có món quà tặng anh này. Để tặng nhé. Dạ. Trời ơi, thằng nhỏ nhỏ gì đó. Dạ. Trời ơi, đây để tôi cầm cái này cho. Dạ. Ờ anh tặng món quà này là nhỏ. Kỷ niệm nhỏ xíu mà em. Dạ. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Rồi dạ, tặng cái gì? Em cũng có món quà tặng anh này, cái này là anh mang về cho mình với lại gia đình. Còn cái này là ở chương trình con mời chú Quyền Linh với cô Ngọc Lan với anh dùng thử. Em cảm ơn bánh con làm. Dạ. Mình mở ra mình ăn thử đồ ăn của bạn gái tặng như thế nào. Dạ đây ạ. Dạ con mời anh dùng thử. Dạ. Dùng đi lên. Cái đó là đem về nhà cho ba mẹ. Món này là dùng thử ở sân khấu. Dạ. Ăn đi lên, ăn tới tấp đi. Dạ đây ạ. Dạ con mời con Ngọc. Rồi cảm ơn con. Dạ con mời. Rồi có đồ ăn rồi, tụi con tự xử nha. Ăn luôn hả chị? Rồi. Ăn luôn. Mình ăn rồi mình còn nhận xét của bạn gái mình làm sao? Ăn hết đi lên ơi. Trời ơi, trong lúc này ăn uống nó quan trọng lắm. Quay từ sáng giờ đâu cho ăn. Gì đây? Cảm ơn em nha, ngon lắm. Dạ. Dạ để cho. Dạ. Dạ. Làm ngon quá mọi người. Còn cho anh mấy hũ nữa coi. Dạ. Ngon quá. Ơi hay xinh quá. Gì chứ tôi hay xinh rồi lắm. Hai đứa tự ngồi đối diện với nhau rồi tự nói chuyện đi. Hai đứa nói thì mạnh ai thấy ăn mà mình nói. Đừng ra gì tới tôi á. Ừ em nói trước đi anh nghe. Dạ. Ờ thì anh có mong muốn một người vợ như thế nào hay không? Anh có một cái chuẩn mực gì cho gia đình không anh? Dạ. Nếu mà về gia đình người vợ chỉ cần hiểu chuyện là được rồi. Dạ. Chỉ vậy thôi. Dạ. Dạ thì em cũng trình bày một xíu là ví dụ như người vợ hiểu chuyện thì theo quan điểm của em á là phụ thuộc vô người đàn ông đó chững chạc tới mức độ nào. Dạ thì người vợ sẽ hiểu chuyện ở mức độ như vậy. Dạ. Ờ thì em thấy là anh có cái tính là lo xa thì không biết là anh đã có kế hoạch gì cho ba hoặc là tới 5 năm tới chưa ạ? Thôi đừng có liếm. Có cái kế hoạch là ví dụ là kế hoạch cho công việc gia đình cũng như là những cái liên quan tới cuộc sống của mình á anh. Thì cũng có suy nghĩ như là muốn vợ muốn lập gia đình rồi. Dạ. Có một cái người vợ bên mình để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Dạ. Rồi có con cái rồi để hạnh phúc như bao cái gia đình nhỏ khác thôi. Dạ. Dạ. Thì anh có hút thuốc hay là uống bia rượu gì không? Không biết miếng nào luôn. Không biết luôn. Không biết miếng nào hết luôn. Dạ. Thì hiện tại là anh có đang sống chung với ba mẹ của mình không? Đúng rồi, anh đang sống chung với ba mẹ. Dạ. Vậy nếu như mình nữa kết hôn á thì em muốn ra riêng thì anh có đồng ý không? Được. Dạ. Nếu như mà mẹ anh không cho thì sao? Không, tại nhà anh là đất nông nghiệp còn rất là nhiều. Dạ. Khoảng một mẫu đất nông nghiệp. Cho dạ. Nên là có thể ra đó các nhà ở gần cha mẹ. Dạ. Tại vì anh hiểu mà bây giờ nếu mà đặt cái trường hợp mà làm dâu hay là gì đó sẽ áp lực thiếu sự tự do ở trong cái cuộc sống hôn nhân gia đình sẽ dạ. Khó khăn đi để hạnh phúc xa hơn cho nên em cứ yên tâm được đó. Dạ. Thì em thấy là anh cũng lớn hơn em khá là nhiều tuổi á. Thì anh cứ nghĩ là như thế nào về một người vợ, người yêu của mình á mà hơi dị một xíu không? Em ví dụ như là phẫu thuật thẩm mỹ hay là dị cái gì đó nó hơi táo bạo quá thì anh có cảm thấy khó chịu không? Anh thì anh luôn tôn trọng cái sự quyết định và cái quyền tự do sống của mỗi người phụ nữ ha, mà ai cũng vậy hết, cứ làm sao cũng được, họ là chính họ là ok. Dạ. Dạ. Dạ vậy thì anh có câu hỏi gì anh hỏi nha. Nếu mà tìm hiểu em khoảng nghĩa là để đi đến, nếu mà thật sự có thể đi đến hôn nhân thì mất khoảng bao nhiêu thời gian? Dạ thì hiện tại em cũng còn khá là trẻ. Nói chung là em nghĩ thời điểm nào thì kết hôn cũng được, chỉ cần mình cảm thấy nó thích hợp là được. Nhưng mà theo em thì em muốn là khoảng
một tới hai năm nữa, tại vì tình yêu mà muốn mình chắc chắn là mình lấy người đó cả đời mình không hối hận á, thì nó phải có thời gian mình tìm hiểu đủ nhiều về cái người đó. Dạ. Anh hiểu. Rồi quan điểm về con cái sao? Em thích bé trai hay bé gái? Nhưng mà dạ cái đó là chồng em thích cái nào thì em thích cái đó, tại vì em là người sinh cho chồng em mà em không có ý kiến. Dễ vậy đó hả? Dạ. Thì anh cũng vậy, sao cũng được hết, miễn có một cái máy ấm gia đình bình thường như bao người khác là được rồi. Dạ. Nó nghe nè Lên, nãy em nói đất lông nông nghiệp ở dưới nhiều lắm hả? Dạ, đất ở nhà còn anh chứ mà đất ở nhà của mình đó. Ừ, khoảng nhiêu? Dạ, 9,5 tỷ. Trời ơi. Không, ở trong sâu mà anh, đâu phải là... Sâu chứ giờ đất mắc lắm em. Cả hết luôn á hả? Dạ. Nhà em còn cả hết luôn á hả? Dạ. Nhưng mà đó là chủ yếu em làm, ba mẹ thì cũng ít có làm. Vì giờ mình làm nông mà nó dễ. Trồng rau nuôi cá thì cũng được đúng không? Trời, đất hết bên lứt gần lắm em. Dạ. Sát bên này nè. Dạ. Chứ đâu có xa đâu, sát giáp ranh Sài Gòn luôn á. Dạ. Ừ. Mà một hết là em hiểu nhiều lắm rồi đó. Dạ. Nói chung là cũng có điều kiện đúng không? Dạ. Về dưới làm chủ trang trại, trời ơi cũng ngon lắm á. Dạ. Rồi bây giờ là mỗi một tháng như vậy em đi làm suốt rồi, em có thời gian dành cho gia đình không? Dạ có. Có đúng không? Em chủ động được thời gian. Đúng rồi, vậy là được. Rồi, thôi được rồi. Bây giờ nào, bước tới chút xíu. Dạ. Bánh làm ngon quá. Dạ. Nãy tôi ăn cắp hết thêm hũ nữa đó. Dạ. Tôi ăn không lẽ tôi ăn hết cái hộp đó luôn, kỳ quá. Làm bánh ngon lắm. Đã lắm. Đứa này giỏi, này cũng giỏi, hai đứa kết hợp nhau là được lắm. Dạ. Bây giờ nắm tay nhìn bạn gái coi. Bây giờ nói chuyện với bạn gái, thấy cảm nhận của bạn gái làm sao? Em thì thấy rất là ok. Có thể là ngoài cái tiêu chuẩn của mình, cái tiêu chuẩn của em nó đơn giản, nhưng mà bạn gái thật sự đẹp, dễ thương, rồi cũng có tài năng. Đúng. Dạ. Nhưng mà hơi cọc đó, quạo đó. Dạ. Nóng giận đó rồi sao? Dạ đó, em nhịn được, em nhịn giỏi lắm. Nhịn được đúng không? Dạ. Rồi mình thấy bạn trai làm sao? Dạ em thấy anh này chững chạc, biết suy nghĩ, biết lo. Nói chung là có khả năng đảm bảo về tương lai cho một mái ấm. Đúng. Yeah. Rồi, ổn định đó. Yeah. Có thuộc bài hát nào hát tặng bạn gái không? Yeah, thuộc bài hát rồi. Có thuộc nào không? Dạ con không có kịp chuẩn bị á, có gì con sẽ hát cho anh nghe sao cũng được. Rồi thôi được. Yeah. Rồi. Yeah. Bây giờ nắm tay bạn gái thấy nó ấm áp không? Dạ ấm áp. Chưa bao giờ có người yêu luôn á nha. Yeah. Người này có lên rồi chứ không có xuống. Thành ra yên tâm làm giàu. Yeah. Ha? Rồi được rồi, về ghế ngồi đi. Rất là chân thành, rất là mộc mạc ha, chắc chắn. Lúc đầu anh đó là những cảm nhận của chúng tôi. Mà bạn để tay vào còn quyền quyết định của các bạn. Để tay nút bấm nè, cái này con làm đúng không? Dạ con làm. Con có bán không? Dạ con, nếu mà chú thấy con bán được không con sẽ bán. Không cho chú lấy chứ, bán chú cũng lúc này kẹt tiền quá chú cũng không mua nổi. Dạ. Nếu không đem về cho ai cho chú, ngon quá. Thôi được rồi, bỏ chuyện ăn uống qua một bên. Bây giờ hai đứa đưa ra quyết định nha. Nói chứ con làm bán được đó. Dạ. Chú ăn chú thấy ngon đó. Dạ. Nha. Nếu mà chồng đi làm mà vợ ở nhà làm bánh bán cũng ngon. Chừng nào chính thức bán thì nhắn tin cho tôi nha. Ừ. Dạ. Rồi. Rồi, nãy giờ chúng ta đã trao đổi với nhau nhiều rồi. Cũng đã hiểu nhau rồi đúng không? Cũng đã biết được rằng đối phương có phải là người mà chúng ta đang tìm kiếm hay không. Nếu đúng thì các bạn hãy bấm nút. Còn nếu không thì thôi, chúng ta sẽ nhường nút bấm cho người khác. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1, 2, 3. Chúc mừng. Rồi, chúc mừng. Rồi. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Chúc mừng, nắm tay đi nào. Đang tay vào nhau thấy chưa? Bắt tay đi. Chưa có yêu lần nào. Đây nè, để cái tay ra. Đang tay nè, nè, nè. Đây nè, đó, đang về nè. Đó. Đó. Ừ. Rồi, rồi. Gì wow, quơ wow đó vậy? Vậy sao đâu, tượng trưng thôi mà, không có tượng trưng. Đang tay vô nó mới chạm. Đúng rồi, cho nó. Em chỉ cho anh đi mà. Dạ thôi em lâu quá không nắm tay cũng không biết nữa. Cái trường vậy sao trời, chưa có một lần nào trải nghiệm tình yêu cả đấy. Thật ra là tình yêu các bạn trong veo luôn đó, cố gắng chăm sóc nó. Có cái gì đó mình nói với nhau nghe, mình hỗ trợ nhau để cùng yêu, cùng chăm sóc cái mối tình này nha. Dạ. Một nụ hôn đầu tiên chưa bao giờ hôn ai luôn đó. Biết cách hôn không, tao chỉ cho. Hôn tay. Vô má. Hôn em nha. Dạ. Dạ tao chịu. Gì vậy? Không, con nghe cái chóc. Hôn mộng làm như con gái vậy.
Không, người ta thấy, người ta chứng kiến cho nó linh thiêng coi. Dạ, chắc anh ngại á. Ngại cái gì đâu. Nào. Chỉ có lên, không có xuống nha. Dạ, anh cố gắng. Cố gắng nha. Đó, nghe tên là biết giàu rồi đó. Chỉ có lên thôi. Mẫu đất ngon lắm. Rồi, chúc ráng em nhẽo nhiều nhiều một chút nha. Chúc em hạnh phúc nha. Càng nhõng nhẽo càng tốt. Rồi, đây là quà của anh Quyền Linh thôi. Trời ơi, thiệt là tình. Chương trình riêng giờ nghèo lắm. Amity nước rửa tay rửa chén lau sàn giặt xả. Dạ. Bữa nào ra chợ mua về ủng hộ. Còn bây giờ xài đi cho biết nó tốt cỡ nào. Tốt lắm. Chú quậy có nước không chú bán đó. Dạ. Nói chơi chứ. Xài thử được biết nha. Dạ. Rồi hai đứa dắt nhau đi về Bến Lức đi. Đi bên này. Cảm ơn anh. Dạ. Như vậy là chúng ta đã kết thúc câu chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại tuần sau, chúng ta lại gặp với những cặp đôi trong Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chúng tôi, 17:50 thứ bảy và 20:20 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Rồi, còn nửa cầm, còn nửa số. Chào đầu luôn đúng không? Chào đầu chào cuối luôn đúng không?